trai. Rồi đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Rồi mời con. Dạ con tên là Võ Văn Thích. Năm nay con 27 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê con ở Khánh Hòa. Con làm gì thích? Dạ con là chuyên viên về digital marketing của một công ty chuyên về thiết bị y tế chú. Thời gian mà buổi tối thì con có làm thêm, bán thêm đồ chơi trẻ em vậy nè. Bán đồ chơi trẻ em nữa? Dạ. Được, vậy là có chí, ý chí ha. Dạ. Bây giờ con đang sống ở đâu? Dạ con đang sống ở Thủ Đức. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn Nam. Em tên là Lê Hoàng Khanh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm kế toán tại công ty HK Group, chuyên cung cấp các dịch vụ logistics. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng ở Thủ Đức luôn. Hỏi liền, ở đâu? Em ở chỗ nào Thủ Đức vậy em? Dạ em ở phường Linh Đông á anh. Anh ở ngay chỗ khu đô thị Vạn Phúc á, thì nói chung cũng gần. Dạ. Vậy là hợp lý rồi ha. Mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em còn biết làm bánh. Hôm nay em có đem bánh tự tay em làm để tặng cho bạn Nam. Em vui tính, hòa đồng. Vui tính ha. Có khuyết điểm gì không? Hơi lười. Với lại lâu lâu thì em hay nói xàm. Em, ủa sao chị thấy mấy người mà thích làm bánh, thích nấu ăn là không có lười đâu á? Dạ không, em đam mê nấu ăn nhưng mà em không thích dọn dẹp. Cái chuyện mà con hay nói xàm á con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn rồi á, đúng người luôn á. Dạ không, con cũng nói xàm lắm chú. Gì? Con hay nói xàm nữa. Con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Vậy ba đứa mình chơi với nhau đi, đừng chơi với người đàn ông luống tuổi kia. Không ai biết rằng chú cũng xàm hơn tụi con luôn. Nói chứ cuộc sống mà đôi khi cũng xàm xàm chút xíu. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên nè. Quen khoảng một năm. Chia tay cũng gần được một năm rồi. Sao chia tay? Mẹ bạn thì không có kiểu như không có thích hay tụi con với nhau lắm. Tại bạn còn nhỏ, lúc đó mới có 18 tuổi, bạn còn đi học. Mà bản thân con hồi đó cũng chưa có đủ quyết tâm để gọi là thuyết phục mẹ hoặc tạo sự tin tưởng cho mẹ bạn để cho hai đứa quen nhau. Giờ quyết tâm chưa? Dạ giờ quyết tâm luôn. Quyết tâm nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì, điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của con thì con được mọi người nhận xét là hiền, rất là dễ chịu. Đôi khi thì ít nói nhưng mà nếu mà những người mà con quý thì con rất là vui tính, hay chọc hay giỡn. Bên cạnh đó thì con cũng thích chơi thể thao, như con chơi đá banh nè, con chơi cầu lông. Gái thì sao? Tình trường sao? Dạ em có 3 mối tình. Khá ha. Mối tình nào là sâu đậm nhất nè? Dạ mối tình hồi năm lớp 11 là sâu đậm nhất. Trời ơi, tuyệt đẹp, đẹp lắm ha. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Nói chung là bên nhà gái về tình trường thì có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà tình yêu gà bông không hả? Hả? Tình yêu gì? Gà bông. Gà bông là sao? Gà bông là nó... là sao? Nó... Chào em. Tình yêu gì lạ vậy? Tình yêu gà bông là tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Rồi mẫu hình lý tưởng sao? Dạ con thích chị ca sĩ IU á, dễ thương, với lại nói chuyện có duyên như chị Ngọc Lan là được. Nó nghe mình đây dễ thương lắm. Dạ về tính cách thì dịu dàng, đặc biệt là phải hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh. Đủ dịu dàng chưa ạ? Dịu dàng có nè, nó cũng có duyên ha, trắng trẻo, nói chung là cũng xinh đẹp như ca sĩ vậy đó. Nhưng mà sao con nói xàm lắm hả con hả? Dạ lâu lâu. Không xàm nó vui mà. Em có muốn cái gì ở nhà trai nói đi, chị Lan hỏi liền. Dạ em thích bạn trai ăn mặc lịch sự. Cao. Quá lịch sự. Quá cao. Thơm. Thơm. Rồi để chúc con tự kiểm tra. Chứ thấy tiêu chuẩn vậy đã đưa ra rồi. Còn chúc mình cảm nhận con như thế nào. Bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với lại ba, với lại mẹ con. À có ba mẹ luôn. Ơi, có ba mẹ luôn. Rồi. Dạ. Chào nhà gái. Mình góp ý coi con rể tương lai mình thấy sao nè. Chào MC Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan với toàn thể khán giả. À, chào chị. Chào con rể. Chào.
Ngon rồi, vô. Nói chung là mẹ thấy cũng được. Chứ mà giờ tùy con thôi, chứ mẹ thì chỉ góp một phần thôi. Thôi giờ có ba nói luôn. À, còn ba thấy sao ba? Ba thấy là thấy được rồi đó. Còn cái chuyện mà tùy con nha. Nhưng mà giờ tụi nó muốn lấy nhau sớm thì được không? Chừng nào ba gả nè. Ba đồng ý thì ba giờ nào cũng được hết á. À, ba mẹ thì cổ vũ hết mình. Ba mẹ có cho phần nào không? Dĩ nhiên có. Gái nào mà không cho được không? Bữa chiều cứ nổi đầy đủ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi, còn nhà trai đi với ai? Dạ, tại ba mẹ ở xa nên con anh dạ em nay em đi một mình. Có anh Quyền Linh ở đây ha, đừng lo nha. Miễn sao thơm là được nha. Đúng rồi, miễn gái thơm. Có tiêu chuẩn là thơm đó. Thưa quan viên hai họ, bây giờ chúng ta phải cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Đẹp trai lắm em ơi. Hôm nay đến thăm chương trình thì có cuốn sách gửi tặng em. Dạ, cảm ơn. Đây là một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì mình không kiềm chế được cảm xúc á. Những kiến thức trong này thầy giúp em được. Cuốn sách đó tựa đề gì vậy Thích? Sách tên là Giận. Giận? Em cũng hay giận bạn trai. À, vậy hả? Vậy nó tặng đúng cuốn sách rồi đó em. À, đây là bánh em tự tay làm. Nhìn ngon quá. Dạ, anh có thể thử. Thử một miếng thôi. Dạ. Anh cũng chưa ăn trưa nữa. Đây đâu có ăn trưa đâu. Dạ, mời chú Hằng Linh. Rồi con cứ lo chuyện cho con đi, để nguyên hũ này cho chú. Gì chứ này chú hảo lắm. Rồi, mời hai bạn về chỗ nào. Anh có thích chơi thể thao không? Anh kiểu như là ghiền thể thao luôn á. Tuần thì có thể chơi được 7 ngày luôn cũng được. Vừa đá banh, vừa chơi cầu lông. Với lại anh có đi tập gym nữa. Thì trong tuần thì thường là em rảnh rồi những ngày nào? Dạ em rảnh thứ bảy với chủ nhật. Gặp nhau thì em thích đi chơi ở đâu hay là đi chỗ nào? Dạ em thích đi dạo công viên. Anh cũng thích đi dạo công viên. Hai đứa, kiểu như hai đứa đi dạo công viên cũng khá là lãng mạn. Dự định của anh thì khi nào mới kết hôn? Sẽ là nếu mà nhanh là 6 tháng, còn chậm là 1 năm. Khoảng thời gian đó để đủ để mình có thể xây dựng cái tình cảm, hoặc là mình có dự phòng về tài chính á, kết hôn nó sẽ phù hợp. Còn em thì sao? Dự định khoảng 2 đến 3 năm nữa. 2 đến 3 năm nữa, không sao, anh chờ được mà. Dạ. Đợi khi nào bác sĩ kêu cưới thì cưới. Bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Hết hồn. Em thích con trai hay con gái? Dạ em trai gái thì cũng được. Mà em thích con gái. Vì sao lại thích con gái? Dạ, tại dễ thương giống em. Còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Anh thì anh cũng thích con gái. Vì con gái thì cũng dễ thương giống em. Cái bánh hồi nãy em làm nó có đường nhiều không? Dạ có đường nhiều, em đam mê đồ ngọt. Ý là nãy giờ nó ăn đúng đồ ngọt, nó nói gì cũng ngọt. Ừ. Nếu mà kết hôn thì ai, em muốn ai là người giữ tiền? Em thì em muốn độc lập tài chính. Ý là của anh thì anh xài, của em thì em xài. Còn rồi hai mình có sẽ có một khoản chung. Nhưng mà cũng phải có một người giữ tiền chứ. Anh thì anh muốn em giữ tiền. Dạ chắc em nhường cho anh. Trời ơi, dở được. Trời ơi. Mình là phụ nữ, mình quán xuyến gia đình, cái gì cực khổ mình gánh về hết. Thấy không? Đó, giữ tiền cực khổ lắm, mình hãy giữ đi. Trả lời lại đi em. Dạ, vậy thì em giữ tiền. Em giữ tiền, anh thì anh lo giữ em thôi. Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Mấy cái người này sao mà trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà dạng quá. Lời nó ngọt còn hơn bánh ngọt nữa. Ừ. Thích là bước tới nắm tay Khanh. Dạ. Anh, cho anh mượn tay em 30 giây đi. Thì anh thấy em cũng khá là dễ thương. Giống, cũng khá giống một người ấy. Giống ai nhiều. Hả? Giống ai nhiều mà. Không. Giống con dâu tương lai của mẹ anh.
ghi lại mấy đứa ơi, lấy sách lấy viết ra ghi lại. Còn em thấy sao? Có giống một ai đó không? Ờ, dạ giống. Giống người yêu tương lai của em. Xong cái tập này là chúng ta có ra xuất bản một cái cuốn sách là 36 kế cua gái. À, anh sẽ hát một đoạn ca khúc Ánh nắng của anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Đấy. Rồi, bây giờ em gái thể hiện tài năng của mình đi, nghe nói nhảy được đó. Ờ, nhưng mà bạn nam nhảy cùng em. Anh không biết nhảy. Chỉ một vài cái đi. Em chỉ nì ai hua, hua ai nì, bình sơ bình sơ. Nì ai hua, hua ai nì, bình sơ lưng sơ. Khó quá bỏ mẹ. Không, tập theo đi, tập chút đi. Nào làm lại nè, tập đi đâu thích. Hai ba. Nì ai hua, hua ai nì, bên chân chờ lên. Rồi vô. Cho lên xu hướng nha anh. Bây giờ hai đứa có thể vui, có thể đùa chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự bằng trái tim của mình xem đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Chuẩn bị, hai bạn chuẩn bị nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Nào, đang tay nhau thế này này. Gì nắm kỳ vậy? Chứng tỏ rằng nó chưa có yêu. Rồi, đang tay lại. Lần nào hết, đó. Rồi, đây có hai bác. Xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhân dịp có hai bác đây thì cũng con xin phép hai bác cho con với lại Khanh là có thể là tìm hiểu, quen biết, tìm hiểu nhau. Dạ. Con xin phép. Dạ, dạ, con cảm ơn. Hai bác mừng muốn chết. Xin phép hai bác hung. Hung, xin hai bác hung hung. Lý. Dạ, cho con xin phép hung bạn một tí. Bạn tên gì nhớ không? Dạ, bạn Khanh. Dạ. Hung một tí thôi hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Mẹ số 1 đó. Ôm đi. Đó, trời ơi. Bà xui hết sảy. Bà xui này số 1 luôn. Hung vậy người ta nói mình vô tâm quá. Hung gì như hung con vậy. Nào, nụ hôn nó phải chân thành, nó phải xuất phát từ trái tim chứ không phải hung cho có. Dạ. Thấy không? Dạ. Nào, hung vô má nhẹ nhàng cái nào. Hung vô má. Đó. Dễ thương á. Thật ra là hai đứa rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ mời chị nè, mình tươi lên một chút đi nè. Thấy cái mặt hơi căng. Dạ rồi, mời chị giới thiệu. Đầu tiên mình giới thiệu về họ tên rồi cái công việc quê quán của mình ở đâu ha. Dạ mời chị. Chị là Nguyễn Thị Kim Linh, sinh năm 1968. Quê quán chị thì ở Dĩ An, Bình Dương, nhưng mà hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại ấp 1, xã Tân Thành Tây, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nghề nghiệp của chị là chị làm công việc chị may quần áo, chị bán vải rồi chị may rồi chị làm tiệm tóc luôn. Là chị tự làm ở tại nhà. May quần áo là chị may hả? Em thấy ngoài sao có quần áo là chị may cho nữ rồi hay sao chị? Đúng rồi, chị may đồ cho nữ, chị bán vải rồi chị may đồ luôn á em. À, là chị bán vải ở nhà này luôn á, đúng không? Đúng rồi, chị bán vải, may đồ, chị bán mỹ phẩm rồi chị làm tiệm tóc luôn. Tiệm tóc luôn là chị cắt tóc luôn á hả? Đúng rồi, cắt tóc rồi cắt uống dũi nhuộm rồi chăm sóc da rồi chị xăm phun môi mày mắt luôn. Ồ, xăm luôn, quá trời quá đất luôn. Vô nhà chị là làm tổng thể được luôn rồi đó. Đúng mặt rồi, làm đẹp chính cơ cắt là đẹp, chỉ không có giải phẫu thẩm mỹ thôi. Dạ. Rồi, ủa chị may đồ là chị may đầm váy áo dài hay là may gì ạ?
Chị may đồ tây, cung lê, vét tông, rồi may đầm, váy, đồ bộ, đồ kiểu, sơ mi, quần tây của nữ. Của nam không có may, áo dài, áo bà ba thì chị không có may. Sao không may nam? May nam là có chồng rồi. Thôi chị không thích đâu. Thôi chị nói có... em nghe. Hồi đầu tiên chị cũng có may đồ cho nam, nhưng mà đặt một bộ đồ chị hẹn một tuần lấy mà ra ba lần cái chị ghét, chị trả luôn, chị không có may. Phiền phức. Ủa ra ba lần sao chị? Người ta không lấy hay sao? Hay là gì? Có nghĩa là chị dặn một lần, một chị đặt ví dụ đặt hôm nay chủ nhật thì chủ nhật tuần sau mới lấy đồ, mà cứ thứ hai cái chạy ra, thứ ba cái chạy ra vậy đó, cái chị không có. Giống như là thấy mình có một mình đó. Thấy mình có một mình rồi người ta có ý gì không biết, cho nên chị không có thích. Tại với lại chỗ mình làm nữ, chị làm hai nghề á em. Chỗ mình làm nữ mà có nam ở trong nhà là nữ người ta ngại, khó làm lắm, cho nên chị làm nữ, chị không có làm nam. Chị nhưng mà vậy là chị cũng may được đồ cho nam đúng không? Ví dụ đúng thôi. Rồi. Đúng, đúng, ví đúng. Dụ chị lên chị tham gia chương trình đi, chị may cho ảnh bộ cái quần tây, cái áo sơ mi, em ví dụ vậy đó là được đúng không? Đúng rồi, được, nhưng mà chị phải biết cái số đo hoặc là chị phải biết cái hình dáng người đó như thế nào. Chứ không chị cứ như may công may nghiệp của chị, cứ may size L, M gì đó là được rồi. Chị thì chị may theo số đo, không có theo size, tại chị may hàng nhà không phải hàng chợ em biết không? Yeah. Như chị may đo như người Bắc là nói may đo, đo cho em xong rồi may theo cái tướng tá của em. Còn ví dụ chị nhìn thấy em ở trong video á thì chị có thể chị đoán ra được số đo chị may. Dạ. Thôi rồi vậy chị chia sẻ một chút xíu đi ha, về cái điểm mạnh, điểm yếu của chị như nào, rồi đã từng kết hôn hay chưa? Dạ. Chị thì đã từng kết hôn hai lần. Chị kết hôn lần đầu thì chị có ba bé. Rồi lần sau thì chị có hai bé, nhưng mà nói chung là chị không có gặp được người thật thà. Thật đầu thì là tâm đầu ý hợp, rồi đến lúc mà khó khăn thì nó có mâu thuẫn, rồi mâu thuẫn lớn dần rồi đi đến cái chia tay. Rồi hiện tại bây giờ thì con chị lớn hết rồi, ba đứa lớn thì có gia đình, có con, còn hai đứa nhỏ thì đứa học đại học năm thứ ba, đứa học đại học năm nhất. Còn điểm mạnh của chị con đó chị. Nhà thì chị ly dị, chị để nhà lại cho hai đứa nhỏ ở. Rồi hiện tại giờ là ổng đang tranh chấp với chị đó. Ổng nói là nhà của chung, nhưng mà đám cưới chị là trên cái nhà của chị. Bây giờ chị đang bị tranh chấp về vấn đề đó. Còn con thì nó ở trên đó thì ví dụ như tiền học, tiền hành, rồi tiền thuê nhà, rồi tiền máy lạnh, tủ lạnh, tivi, rồi những cái vật dụng như laptop, rồi điện thoại, rồi quần áo, giày dép, nó nhớ vậy đó. Thì cứ alo mẹ là mẹ lo. Là hai đứa nhỏ nó cũng không ở với ba. Nó ở với ba, rồi giờ nó ra đại học thì nó ở riêng. Còn nhà đó là hồi đầu tiên ly dị là chị nói là bây giờ con nó không theo chị, với lại nó theo chị thì sẽ bất bên. Nó đang học hành ở đó thì để cho nó học ở đó, rồi để nhà, để tài sản lại cho cha con nó ở. Rồi đến con học hết 12 á thì chị bán nhà. Thì lúc đó thì mình nghĩ là của mình thì họ không có dành, giống như của mình là không phải của mình không dành vậy đó, mà nói bằng miệng tài thôi. Nhưng mà giấy tờ sổ sách chị đứng tên từ trước tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ ông vẫn tranh chấp. Ông nói ông ở đó mười mấy năm, bây giờ ông vẫn tranh chấp. Nhưng mà bây giờ thì cái lần đầu tiên chị ly hôn á thì là anh chồng đó vì cái lý do gì, chị có thể nói ngắn gọn em không? Cái ông chồng đầu tiên á là chị có ba mặt con. Rồi cái lúc đó thời điểm đó là gia đình nhà chồng nghèo khó lắm. Xong rồi chị làm chị lo hết ra ngoài. Rồi cái anh có bồ rồi cái chị bắt được. Rồi xong rồi chị chia tay. Ông đánh đập chị nhiều lần, hành hạ chị nhiều lắm. Nói chung là liên tục xúc phạm chị, rồi đến cha mẹ chị, nên chị bỏ đi đến 12 lần ra tòa mới thôi được. Rồi thôi xong 12 năm sau chị mới tái hôn. Là ông chồng sau chị là ông làm việc ở trong, ông tham gia cái gì, ông là đảng viên á, tham gia trong ấp á. Rồi người này làm mai, người kia giới thiệu, rồi chị thấy mình ở xứ lạ quê người. Lúc đó chị thôi chồng xong rồi chị bán nhà ở dưới Dĩ An, chị mới về trên Phú Giáo, chị mua đất, chị làm nhà. Rồi chị ở đó được từ năm 96, mà đến năm 2000 anh mới cưới chị. Cưới chị trên cái nhà của chị luôn. Thì mình nghĩ mình nương tựa ở cái người mà có làm việc, có học vấn á, thì mình đỡ bị hồ đồ hơn. Nhưng mà cuối cùng thì nói chung hai ông chồng chị là cũng gì có đàn bà khác, cho nên chị không tha thứ được, chị phải chia tay.
Rồi, bây giờ thì chị ly hôn cái hôn nhân thứ hai bao lâu rồi chị? Chị ly hôn năm 2009. Ly hôn á là năm 2004, 2005, là sau chị sanh bé chị được mười mấy tháng á. Rồi kéo dài riết, đưa đơn ra kéo dài riết cho đến năm 2009 mới có quyết định ly hôn. Hiện tại bé chị giờ nó vô đại học. Dạ. Ok, vậy bây giờ chị muốn tìm một người như thế nào? Chị mô tả kỹ giùm em về ngoại hình, về công việc, tuổi tác luôn nha. Chị thì nói chung chị đông con, nhưng mà hiện tại chị chỉ sống một mình thôi. Từ trước giờ chị cũng sống một mình, từ khi mà chị ly dị lần sau rồi chị đi xuất khẩu lao động, chị làm việc bên đó 5 năm, xong rồi chị về Việt Nam, chị ở một mình, chị sống một mình. Cái nguyện vọng của chị á là ngoại hình thì không cần thiết đâu, mà giàu có nhà cửa xe cộ chị cũng không cần thiết đâu, tại vì chị có thể làm nuôi sống bản thân chị được. Chị chỉ cần một người thật thà, có thể chịu thương chịu khó cùng chị đồng hành đi hết cái con đường còn lại. Còn tuổi tác thì là bằng chị hoặc là trên lệch 1, 2, 3, 5, 10 tuổi được, chứ đừng nhỏ hơn chị. Rồi tính cách anh đó thì sao? Có là phải không? Chị cần á là người biết thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ buồn vui. Rồi chị biết là chị muốn là cũng giống như là vợ chồng phải hiểu nhau, người này nói người kia phải nghe, rồi người này nói thì người khác nghe, chứ đừng có mà hồ đồ mày tao mi tớ rồi buông lời thô tục, là chị không có chấp nhận được. Là tại vì chị nói chung cái điểm yếu của chị là hay mũi lòng, hay xúc động á. Còn điểm mạnh của chị là chị vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, rồi chị làm việc thì siêng năng, chăm chỉ, giỏi giắng. Rồi chị cũng có tính thương người, chị cũng hay giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Còn điểm yếu của chị là nhiều khi có một cái gì đó bức xúc, chị thì hay có cái lòng tự ái á, thì chị tự ái cao á, cho nên là cái bản chất của chị thì lúc mà nóng nảy thì hơi lớn tiếng, nhưng mà ăn nói thì không có hồ đồ. Ví dụ chị có cãi nhau thì cũng là một cái lịch sự văn hóa, chứ chị không có hồ đồ. Nhưng mà sau hai cuộc hôn nhân chị có rút kinh nghiệm được những gì không chị? Giống như cuộc hôn nhân đầu rồi mình rút kinh nghiệm như thế nào, rồi bây giờ chị có sợ hay gì không? Chị rút kinh nghiệm như thế nào để biết làm sao biết người đó có thấu hiểu được mình hay không á? Cuộc hôn nhân đầu là do chồng chị sai xỉn đánh đập tối ngày, là cái điểm đó là chị tối kỵ. Rồi cái thứ hai nữa là hồi đầu tiên á thì là hồi xưa mà 18 tuổi thì không biết gì đâu em. Cứ cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Còn cái này là chị đi, tại vì nói thì chị phải nói cho hết để chương trình thông cảm và hiểu được nhiều hơn về chị. Gia đình nhà chị thì cũng không có may mắn gì, mẹ chị thì không có may mắn về đường tình cảm, mẹ chị với cha chị cũng gian dở. Rồi chị lớn lên không biết mình, không biết cha mình là ai, rồi chị khao khát tình thương cha, chị đi tìm xong rồi mẹ chị mới từ bỏ chị, không có cho chị về nhà. Rồi chị mới về chị sống với bà mẹ nuôi. Rồi xong cái thì thời điểm mà chị ở trên cha chị á, mẹ chị không cho về nhà thì buộc lòng chị phải ở đó, cha chị thì có mẹ ghẻ. Xong rồi cái mẹ ghẻ chị thì bán quán cà phê, mà hồi xưa mình đâu có biết cà phê ôm là cái gì. Rồi xong cái mẹ chị kêu bưng bê. Rồi xong rồi cái có những người đàn ông uống cà phê có những cái thái độ sàm sỡ á. Cái chị mới sợ chị chạy, thì thời điểm đó là 9-10 giờ đêm mà. Thì trước đó mấy ngày á, có hai cái anh đó đi làm ở là ông xã chị, ông xã đầu á, đi làm ở trên chỗ nhà máy toa xe Dĩ An á, thì đón xe trước nhà chị, thì hay ra sớm uống cà phê xong rồi đi á. Rồi xong cái bữa tối đó thì mấy ảnh về, thì xe ngừng đến đó thì chị chạy ra rồi chị với đứa con của mẹ nuôi nữa mới cầu cứu. Rồi xong mới vô nhà ảnh thì chờ ba chị về, ba chị đi làm tài xế thì 11-12 giờ đêm mới về tới nhà. Xong rồi cái bà má ghẻ kêu công an vô bắt cư ngụ bất hợp pháp. Xong rồi cái ông chồng chị á, là cái anh đó đó, thời điểm đó chưa làm chồng, xong cái mới bảo lãnh cho chị. Thì mình nghĩ là cái tình nghĩa người ta bảo lãnh cho mình, nếu mình không có giấy tờ mà mình là nhà phụ nữ nữa, người ta mà mình ở trong cái nhà đó nữa, là người ta sẽ nghĩ sai về mình rồi bị ở tù á.
cho nên là chị nghĩ cái nghĩa tình chị mới dẫn em của ảnh đi làm trái cây đông lạnh ở dưới Sài Gòn. Thì cứ tàu vô á thì làm, thì tàu đi á thì mình về, để đưa về, đưa đi đưa lại, xong rồi cái chị bị ảnh cưỡng bức á. Rồi xong cái ba mẹ ảnh mới nói là bây giờ mũi dại lá chịu đòn, mới xuống hỏi mẹ chị để cưới, nhưng mà mẹ chị nói là không có chấp nhận, là tại vì cái ngoại hình của ảnh nó không có được ôn tồn, tóc dài rồi râu ria rồi giống như nhìn ảnh giống bụi lắm, giống như Lý Hùng vậy đó. Rồi cái chị mới dẫn về nhà mẹ nuôi chị, thì mẹ nuôi chị nói bây giờ lỡ rồi mắm treo đầu vàng thì làm sao, càng ngày nó càng thúi, thì mẹ nuôi chị mới đứng ra gả. Rồi sau chị có được ba mặt con á, là nhiều lần chạy trốn, rồi nhiều lần ảnh rước về, đến lúc mà chị thôi xong á, mẹ chị mới cho chị quay về. Rồi chị mới quay về xong rồi chị cũng phải mà đánh chị nhiều vậy, sao mà để đẻ tới ba đứa, ví dụ đánh lần đẻ ăn đứa sợ rồi sao để nó nhiều vậy? Không phải đâu em, hồi xưa á, là nhà vắng thưa xa lắm, mà ảnh thì nóng nảy vậy đó, mỗi lần mà la xèo là ở xóm người ta không có dám lại, với lại ở xóm người ta lại người ta can á, thì mẹ ảnh đuổi về nói con tôi nóng nảy lắm, rồi họ sợ có chuyện á, rồi cứ giam cầm nhốt mình trong nhà, rồi cứ cưỡng bức hoài vậy đó. Cho nên là chị sợ, chị mới chạy trốn nhiều lần, 12 lần ra tòa đó, chị mới thôi được. Rồi ok chị. Rồi em biết cái câu chuyện của mình rồi ha. Nếu mà lên chương trình thì chị cũng chia sẻ được mà đúng không? Chị cũng chia sẻ lại câu chuyện đâu có gì đâu đúng không? Chia sẻ lại, nhưng mà tại vì chị nói em nghe nè, chị chia sẻ thì cũng ví dụ như cái câu chuyện nó rõ ràng giống nãy giờ chị tâm sự với em, nhưng mà chị chỉ chia sẻ là cái mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần, rồi chị không thể chịu đựng được nữa thì chị chia tay. Chị có thể nói ngắn gọn thôi mà, ví dụ như bị chồng đánh hay là gì vậy đó, chứ đâu có... Đúng rồi. Cũng không rồi, có nói. Dạ. Đúng rồi, chứ tại vì con chị nó lớn hết rồi, em hiểu không? Cái đó là cái lòng tự trọng. Nhiều khi con mình nó mặc cảm á, với lại nó tự ái. Tại con kỳ chị thì có một đứa nó làm trong ngành. Dạ. Rồi. Ok chị. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình nha chị nha. Dạ. Chị cũng chia sẻ em thêm như thế này nè, là nếu mà cái người mà chương trình ghép nói với chị á, thì chị hy vọng là cái người đó không rượu chè xỉn sai. Đó là nỗi ám ảnh của chị. Rồi cái thứ hai nữa là ăn nói hồ đồ cục bộ của mày tao mi tớ. Rồi với lại phải chân tình, là chị không cần giàu nghèo, chị không cần nuôi chị. Chị có công việc làm, chị có thể chị nuôi được bản thân chị. Rồi chị chỉ cần cái người thật thà mà chấp nhận được cái con người của chị, để cùng chị đi hết cái con đường còn lại. Để như là mình ở một mình nó sớm tối, rồi đứa này đau có đứa kia chăm, đứa này bệnh có đứa kia chở đi vậy đó. Chị chỉ mong vậy thôi, chứ còn giàu có hay là gì chị không muốn. Giàu có mà sáng xỉn chiều sai đi ra, rồi ông nọ bà kia, chị không có đến được với những người như vậy. Dạ rồi ok chị. Nếu được chọn bên em sẽ trao đổi thêm mà kỹ hơn mà ha chị ha. Rồi, cảm ơn. Dạ xong.